Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin giao thông an toàn ngày 22 tháng 12 của kênh VTC14. Mở đầu bản tin là những tin vắn giao thông đáng chú ý trong ngày hôm nay. Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng xây dựng cầu vượt qua quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Amata, ngã tư Tam Hiệp. Quốc lộ 1 qua địa phận thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hàng ngày lưu lượng xe cơ giới lưu thông vào khoảng trên 47.300 lượt xe ô tô và trên 111.300 lượt xe mô tô, xe gắn máy. Riêng tại hai nút giao ngã tư Amata và ngã tư vòng xoay Tam Hiệp là cửa ngõ ra vào 4 khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Amata và Lotteco với trên 500 nhà máy doanh nghiệp. Hàng ngày hơn 70% công nhân làm việc trong các khu công nghiệp này đi làm bằng xe mô tô, xe gắn máy và phải qua hai nút giao ngã tư này dẫn đến tình trạng quá tải, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. Chiều qua, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công xây dựng cầu Sài Gòn của tuyến metro số 1 nối tuyến đường sắt từ bờ quận Bình Thạnh băng sông Sài Gòn đến xa lộ Hà Nội, quận 2. Theo thiết kế, cầu Sài Gòn metro số 1 dài 267,5m, nhịp chính trên sông Sài Gòn rộng 11,1m cho hai làn metro đi và về. Cầu Sài Gòn của tuyến metro này nằm cách cầu Sài Gòn hiện hữu khoảng 38m về phía thượng lưu, dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 11 năm 2015. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công đường Hoa Nguyễn Huệ sẽ tạm dừng lưu thông xe trên làn ô tô đường Nguyễn Huệ từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng, tạm dừng lưu thông trên cả làn ô tô và xe máy trên toàn trục đường Nguyễn Huệ để phục vụ nhân dân tham quan và tạm dừng lưu thông cả làn ô tô xe máy đường Lê Lợi đoạn từ đường Pasteur đến đường Đồng Khởi để tổ chức khai mạc và bế mạc chương trình nghệ thuật. Suốt quá trình mở cửa đường hoa, lực lượng công an, quân đội, phòng cháy chữa cháy sẽ được bố trí lực lượng túc trực thường xuyên để đảm bảo an ninh trật tự. Với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tôi yêu, đường Hoa Nguyễn Huệ năm nay được tổ chức trong vòng 7 ngày, từ 28 Tết đến mùng 4 Tết. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang, năm nay, Sở đã huy động được một số lượng xe khách tham gia khá lớn từ các tổ chức, doanh nghiệp và cả những hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Theo đó, con số xe khách ước tính được khoảng 1.174 xe ô tô khách, tương ứng với 33.192 ghế, không tính xe trung chuyển và taxi. Cũng theo kế hoạch này, kể từ 0 giờ 0 phút ngày 25 tháng 1 năm 2014 tới 24 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2014, tức là từ ngày 25 đến ngày 30 tháng Chạp âm lịch năm Quý Tỵ, các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải của tỉnh sẽ tập trung xe tại bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh, bến xe các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương nơi có các khu công nghiệp, khu chế xuất để đón khách về An Giang. Từ ngày 1 tháng 2 năm 2014 đến ngày 8 tháng 2 năm 2014, tức là từ mùng 2 đến mùng 9 Tết Giáp Ngọ 2014, sẽ tập trung xe tại các bến xe trong tỉnh để giải tỏa khách theo chiều ngược lại. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện hỏa tốc đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ tháng 11 năm 2013, không để tình trạng ách tắc nghiêm trọng xảy ra. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan ngay sau khi nước rút phải nhanh chóng huy động phương tiện, máy móc, nhân lực, vật lực, nhanh chóng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông bước 1 trên tuyến quốc lộ bị ách tắc do mưa lũ. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với các lực lượng tại địa phương tổ chức phân luồng, phân tuyến khi xảy ra ách tắc giao thông do mưa lũ. Đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nhanh chóng khắc phục những đoạn bị sạt lở, gây ách tắc chạy tàu, thực hiện tổ chức truyền tải hành khách khi tàu bị dừng do mưa lũ. Đối với các Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, tập trung nguồn lực tham gia cứu chữa, khắc phục và đảm bảo giao thông thông suốt. Đợt mưa lũ tháng 11 vừa qua đã khiến mạng lưới giao thông đường bộ quốc gia bị tàn phá nặng nề. Theo thống kê sơ bộ, hầu hết các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 1A, đoạn Đà Nẵng Phú Yên, đường Hồ Chí Minh, đoạn Quảng Nam Kon Tum, quốc lộ 24 nối Quảng Ngãi với Kon Tum,
quốc lộ 19 nối Bình Định với Gia Lai đều sạt lở nặng và ách tắc nhiều đoạn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với việc đi lại của người dân. Theo kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung đến năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải, có ít nhất 20 tuyến quốc lộ sẽ được hoàn thành việc nâng cấp và mở rộng. Theo đó, trong thời gian từ nay đến năm 2015, ngành giao thông vận tải sẽ tập trung nâng cấp, mở rộng các công trình giao thông huyết mạch, kết hợp xây dựng mới một số công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng và quốc gia, đồng thời đầu tư xây dựng các quốc lộ, đường tỉnh huyết mạch có nhu cầu vận tải lớn, đặc biệt trục dọc như quốc lộ 1, các trục ngang nối các tỉnh trong vùng và nối với các vùng khác trong cả nước. Đối với đường cao tốc, triển khai xây dựng các đoạn cao tốc Bắc Nam dài khoảng 215 km, gồm hai đoạn là đoạn La Sơn - Túy Loan dài 84 km và đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 131 km. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng đặt mục tiêu phát triển giao thông nông thôn đáp ứng tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 100% đường huyện, tối thiểu 70% đường xã được cứng hóa bằng nhựa hoặc bê tông xi măng. Theo kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đến năm 2020 mà Bộ Giao thông Vận tải đã duyệt cho khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung, tốc độ đường sắt nước ta từ nay đến năm 2020 sẽ đạt bình quân 80-90 km/h với tàu chở khách và 50-60 km/h đối với tàu chở hàng. Để thực hiện được điều đó, hệ thống đường sắt sẽ được phân ra làm hai giai đoạn đầu tư phát triển. Giai đoạn 1 được thực hiện từ nay đến hết 2015, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục đầu tư và hoàn thành dự án thay tà vẹt K1, K2, tà vẹt sắt bằng tà vẹt giữ ứng lực, kéo dài đường ga, cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2, từ năm 2016 đến hết năm 2020. Theo đó, sau khi hoàn thiện các công đoạn duy tu cải tạo cơ sở hạ tầng đường sắt hiện có và các công trình đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trong giai đoạn 1, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục đầu tư hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam hiện có để đạt tốc độ bình quân 80-90 km/h với tàu chở khách và 50-60 km/h đối với tàu chở hàng. Nghiên cứu các phương án khả thi để có kế hoạch đầu tư xây dựng phù hợp đường sắt tốc độ cao. Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết cổ truyền của dân tộc, nhưng hiện nay đã xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông tại một số nút giao do lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao. Để hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán 2014, từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2 năm 2014, giao thông thủ đô Hà Nội sẽ phân luồng từ xa. Cụ thể, phạm vi hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông được giới hạn bởi các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long, đường 70. Các loại xe ô tô có trọng tải đến 1,25 tấn sẽ bị cấm hoạt động trong giờ cao điểm. Đối với xe taxi, sẽ căn cứ theo điều kiện hạ tầng, lưu lượng phương tiện thực tế trong thời gian diễn ra các dịp lễ Tết để phân luồng. Theo thống kê, hiện tại Hà Nội còn 49 điểm đen ùn tắc, 164 điểm có nguy cơ ùn ứ trên 55 tuyến trọng điểm ra vào thành phố. Nếu chỉ lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông thì khó có thể đảm bảo được giao thông thông suốt. Do đó, thành phố cần phải tăng cường lực lượng thanh tra giao thông, các quận, huyện và dân phòng địa phương tham gia điều tiết giao thông. Để đảm bảo giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng sẽ tổ chức duy tu, sửa chữa và lắp mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao quan trọng. Như thường lệ, sau đây là lịch bay hàng không trong ngày. We'll be right back.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện giao thông của ngày hôm nay. Để đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Nam Cầu Bến Thủy, tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, được khởi công vào hơn một năm nay và nhờ làm tốt công tác phải giải phóng mặt bằng, dự án này đang có khả năng về đích trước thời hạn 9 tháng. Gia đình ông Phước ở thị trấn Nghèn. Ngay từ những ngày đầu khi chính quyền địa phương kêu gọi giải phóng mặt bằng để mở rộng quốc lộ 1A, đoạn Nam tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, ông Phước đã rất ủng hộ. Cũng như nhiều hộ dân trong vùng, ông Phước sẵn sàng giao đất để chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án. Ở hai bên đường này, thì nhà nước làm đường thì nói chung là bọn tôi chấp hành cả thôi. Nói chung là quân giải phóng mặt bằng, đó là dân tình đấy, nói chung là ai ủng hộ cả. Mà họ giờ kịp thời để cho nhà thi công làm đúng tiến độ. Dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn Nam tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh có chiều dài khoảng 18,45 km. Tuyến đường này được xây dựng theo tiêu chuẩn quy mô đường cấp 3 đồng bằng, 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Công trình này được khởi công vào tháng 9 năm 2012. Dự kiến sẽ hoàn thành sau 2 năm vào tháng 9 năm 2014. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm đi vào thi công, dự án này đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Các công nhân đang tiến hành trải thảm và hoàn thiện một số đoạn tuyến, phấn đấu thông xe trước Tết Nguyên đán. Ra thì cái giải phóng mặt bằng thì là cái đề tài muốn thổi của cái ngành xây dựng các bạn của ta. Tức là ở đâu thì nó khó khăn cả. Tuy nhiên thì ở đây thì của cách làm của Sen có 4 với các cái địa phương thì nó có một cái khác là cái sự, tức là ngoài cái trách nhiệm của giải phóng bằng là của các cái, chủ yếu là các địa phương, là hầu như các chủ đầu tư giao các địa phương. Nhưng mà tuy nhiên với Sen có 4 thì cái sự sẵn sàng về là phối hợp hoặc là cần thiết hỗ trợ. Giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề nan giải, là nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ của các dự án giao thông. Tuy nhiên, tại dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Nam tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, khi đơn vị thi công bắt tay vào công việc, địa phương đã bàn giao được 70% mặt bằng, do đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian phục vụ công tác thi công. Cái yêu cầu, cái tiến độ mà Tổng Giám đốc đã đề ra thì như thế là trên công trường thì chúng tôi cũng đã trong những cái giai đoạn mà thời tiết nó thuận lợi thì chúng tôi cũng đã bố trí 24/24 giờ, tức là thay ca thay kíp để tức là vận hành và thi công những cái điểm sung yếu. Nhưng mà ở đấy có cái thuận lợi, tức là về cái chính quyền địa phương là rất là ủng hộ và rất là có cái sự phối kết hợp với đơn vị thi công và cũng như là chủ đầu tư là rất là tốt về cái mọi cái lĩnh vực, mà đặc biệt nữa là cái công tác giải phóng mặt bằng. Trước rất nhiều dự án giao thông trọng điểm đang có nguy cơ chậm tiến độ, dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Nam Cầu Bến Thủy, tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh lại hoàn thành trước kế hoạch 9 tháng. Mới đây, tại hội nghị triển khai giải phóng mặt bằng mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các đơn vị học hỏi kinh nghiệm của công ty xây dựng công trình giao thông 4. Chứng tỏ đây là một điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trên tuyến quốc lộ 1A, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải. Bản tin giao thông an toàn ngày 22 tháng 12 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.